Chào các bạn tin nhanh 24/7. Bộ đôi KTM xuất hiện tại triển lãm ESMA 2007. Sau cái sự xuất hiện của chiếc KTM 1290 Superduke đình đám được đánh giá là mẫu nước cơ tốt nhất của năm 2016. Nó tiếp thành công vang dội đó, hãng xe từ nước Áo đã xuất hiện cái cặp đôi mang tên KTM 790 Aventador R và KTM 790 Duke tại triển lãm ESMA 2007. KTM 790 Aventador R. KTM 790 Aventador R xuất hiện tại triển lãm ESMA 2007 với thiết kế mang phong cách Dakar, tạo ra một hình ảnh mẫu xe điển hình ấn tượng. Vẫn sở hữu cái màu cam truyền thống và vành bán xe chuyên dụng. Cái chấn vùng cao và cái bộ bảo vệ tay lái. Sử dụng cái động cơ là 2 xăng 799cc, tương tự như phiên bản của Duke 790. Nó sẽ khép lại lỗ hổng giữa Enduro của KTM và Series Aventador. Chào sân ở thị trường xe mô tô với một biến thể cao cấp hơn người tiền nhiệm, KTM 640 Aventador đã xuất hiện từ năm 1997. KTM 790 Aventador R là một chiếc Enduro trọng lượng nhẹ, chỉ rơi vào khoảng 180kg, nhỏ gọn, khả năng xuyên phá định hình vượt trội. Cái đèn LED với kiểu dáng mới là khá đẹp và hiện đại. Nó tương tự như thiết kế cái đèn pha của 1290 Super Aventador. Đi kèm theo đó là cái màn hình Full LCD với kích thước lớn. KTM 790 Duke 2008. Đến cái triển lãm ESMA năm nay, hãng KTM đã tiếp tục vén màn 790 Duke dưới dạng là xe thương mại. Đúng với ngôn ngữ thiết kế của hãng xe từ Áo, tổng thể chiếc xe khỏe khoắn và có động cơ mạnh mẽ. Nhìn thoáng qua nhiều chi tiết được thừa hưởng từ người đàn anh 1290 Super Duke. Trang bị hệ thống đồng hồ TFT Full Color với sự hỗ trợ Lane Control, 3 chế độ lái linh hoạt gồm có Sport, Street, Drain, cảm biến góc quay và cảm biến gia tốc EMU, phuộc trước WB 43mm, giảm sóc sau Motorsoft với chức năng là tải trước tùy chỉnh. Động cơ trang bị 799cc, 2 xăng song song, hoàn toàn mới với cái tên gọi là LC 8C. Động cơ DOC làm mát bằng chất lỏng, mang tới cái sức mạnh lên tới 104 mã lực tại vòng tua máy 9.000 vòng phút và mô men xoắn 86Nm tại vòng tua máy 8.000 vòng phút, đi kèm với đó là hộp sơ cấp. Hiện tại giá bán của cái hai mẫu KTM vẫn được dự kính. Sự xuất hiện sắp tới sẽ là đối thủ đáng gờm cho những mẫu xe trong cùng phân khúc đến từ những hãng xe khác. Cảm ơn bạn hãy giữ này và chi tiết nhớ like, share, subscribe.